Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé. Blackpink có nguy cơ tan rã năm 2023. Blackpink sẽ kết thúc hợp đồng vào năm 2023. Nhiều fan lo lắng vì có thể họ sẽ tan rã như một số nhóm nhạc nổi tiếng trước đây. Nhìn vào cách thức hoạt động của các nhóm nhạc K-pop có thể thấy sau khi kết thúc hợp đồng khoảng 7 năm, các nhóm nhạc như SISTAR, 4 Minute, MIS A, KARA, TUNE ONE đều tan rã, và với Blackpink, họ sẽ kết thúc hợp đồng vào năm 2023, tức là còn một năm nữa để các cô gái có định hướng cho riêng mình, hoặc là họ ký hợp đồng tiếp hoặc tách ra để hoạt động sự nghiệp solo. Dù rất hy vọng Blackpink sẽ tiếp tục hoạt động chung nhưng nhiều fan cũng lo lắng cho số phận của các thần tượng sau khi kết thúc hợp đồng. Mới đây, trên tạp chí Rolling Stone, các thành viên đã có những chia sẻ về những khó khăn vất vả khi tham gia nghệ thuật, trong đó, Jisoo tiết lộ nhiều về tình hình sức khỏe của mình. Nhiều fan suy đoán rằng có thể Jisoo đang mệt mỏi và không gia hạn hợp đồng tiếp sau khi kết thúc những ký kết với công ty YG. Thêm nữa, sau gần 2 năm nhóm chưa có sản phẩm âm nhạc chung, nên không ít fan lo lắng cho tương lai của Blackpink, dù có không ít thông tin cho rằng các cô gái đang chuẩn bị tung album mới. Tuy nhiên, việc họ ít cập nhật về các sản phẩm nghệ thuật cũng như công ty đang định hướng cho các thành viên hoạt động solo khiến nhiều người nghĩ rằng có thể họ đã hết mặn mà hoạt động nhóm. Cuối cùng với sự gia tăng của các nhóm nhạc nữ tân binh như aespa của SM Entertainment, NMIXX của JYP Entertainment, Starship Entertainment của I, Lee Seraphim của Source Music đều đang từng bước có chỗ đứng và có thể thay thế các nhóm nhạc như Blackpink. Twice, điều này cũng khiến cho vị thế của họ bị lung lay, tuy nhiên, một số đông fan hâm mộ luôn tin tưởng vào Blackpink sẽ không tan rã sớm như đồn đoán, thậm chí, chính Blackpink cũng từng tiết lộ họ mong muốn ở bên nhau đến khi già, vậy nên, điều này cũng khiến fan an tâm phần nào về tương lai của Blackpink. Nhớ bấm đăng ký like và ấn chuông để biết thông tin mới nhất về Blackpink như nhé!